Con xin chào các cô chú, anh chị và các bạn ạ. Hôm nay con sẽ quay cho các cô chú, anh chị và các bạn xem nòng nọc của con mới đẻ được 3 ngày tuổi nha mọi người. Con mới thay nước, mới cho ăn xong á mọi người. Bữa trước con cho đẻ tại tính quay cho mọi người xem mà mưa quá trời mưa, nên con không có quay được. Tại bên này nó nở rồi. Trời sáng nay cũng mới hơi vui quá mọi người. Con tranh thủ con ra con quay cho mọi người xem. Ba ngày mà cũng bự lắm nha mọi người. Cái mẻ này của con chắc tầm 10.000 đó mọi người. Con cũng mới tạo kênh đó, nên con quay cũng còn chưa có chuẩn đó, còn hơi chập chả, mọi người vô xem á thông cảm cho con nha. Mọi người ơi, mọi người có yêu thương con á thì vô cho con một đăng ký, chia sẻ và like nha mọi người, để con có động lực để con làm nhiều video cho các cô chú anh chị xem. Hôm nay con quay tới đây để cho mọi người xem. Rồi, vài ngày nữa nó bự lên giò, con sẽ quay
cho các cô chú anh chị và các bạn xem tiếp. Con xin chào các cô chú anh chị và các bạn ạ. À.